Nói đầu tiên Tú Kích Cá Sóc Trăng xin kính chào tất cả các anh em kết thủ cũng như các anh em đồng nghiệp trên mọi miền Tổ quốc ha. Chúc tất cả anh em xem video và đăng ký video cũng như khách hàng bên mình một lời chúc sức khỏe và tốt đẹp nhất, thành công trong công việc, gặp nhiều may mắn ha. Thì hôm nay Tú lên đây làm cái video này là để giới thiệu với các anh em là cái mẫu máy 4 phép bên Tú làm và mẫu máy kích chuột. Mẫu máy kích chuột bên Tú làm là có hai mẫu, một mẫu hộp gỗ như thế này và một mẫu hộp nhôm. Tùy anh em lựa chọn, tùy sở thích anh em, đánh được tất cả các vùng miền nha, đánh được chuột nước nè, chuột khô nè. Đặc biệt máy bên Tú làm áp rất là cao, rất là mạnh luôn, đụng dây là chết chứ không cần như những cái chỗ khác mà dính dây vô lâu mới chết. Con này chỉ đi ngang đụng dây là chết. Và Tú cũng thanh lý hai con máy, đây là một con máy kích chuột 8D nè ha. Máy này để ra xịt chuột nước chứ không có xịt khô được nha, xịt khô hơi dở. Thì chuột nước máy 8D này là kéo khoảng chừng 700 m trở lại ha, để cho anh em đánh đồng ruộng nhà mình ha, để phá hại lúa. Còn đây là một cái biến áp 22x25 của cái máy tự kích từ 8D 2 ủa 8 phép, 8 phép, 6 phép, 4 phép, 2 phép trở lại tự kích nha. Là cái này là Tú sẽ tặng kèm với hai cái bo 4 phép và một cái máy tự kích. Đây là máy tự kích 8 phép nha, tự kích 8 phép Tú thanh lý và máy kích chuột Tú thanh lý. Tú sẽ tặng ba món này gồm hai bo 4 phép và một cái biến áp quấn sẵn. Về anh em nào đam mê giọt chạch gì đó, anh em có thể làm cho mình một con máy hoặc là tìm hiểu thêm ha. Là Tú sẽ tặng về đi cho nó đều ha, một cái máy biến áp tự kích này Tú sẽ tặng kèm với một biến áp và một bo mạch 4 phép. Còn máy kích chuột bên này Tú cũng sẽ tặng kèm với một bo mạch 4 phép, vậy đi cho nó đồng đều với nhau ha. Bây giờ xin test máy cho anh em xem. Giờ Tú sẽ test trước cái máy kích chuột đi ha. Máy kích chuột bên Tú là 12D nha, 12 con D công suất, hai con điểm riêng, có đèn báo đầy đủ, áp rất là mạnh. Đèn báo này là khi nào dính chuột là đèn nó sẽ báo nè. Có bóng đèn đỏ ở ngay đây, bóng đèn đỏ ở ngay đây, khi nào dính chuột là nó sẽ báo. Tải 4500 mà máy vẫn không liệm nha. Kích chuột mà tải 4500W bóng sáng nhưng máy vẫn không liệm, chứng tỏ cái máy rất là mạnh, rất là lực. Cái này á, đi rất là tiết kiệm mình luôn, cái dòng có tải của nó liên tục luôn á, có tải liên tục khi dính chuột á, là nó chỉ có tầm khoảng 5-6A thôi. Nếu mà tính như vậy là cái bình 30A cho trung bình là đi từ kẹp suốt liên tục á, là từ 6 tiếng đến 7 tiếng nha. Là mình cho cái dòng chập tải tối đa luôn nè, chỉ 6A thôi đó. Còn nếu mình dăng là không có tới 6A đâu, chuột nó dính cũng không tới 6A đâu ha. Đặc biệt á, khi mà dính chuột mà các bạn thấy bóng đèn chớp nhiều, chớp lia lịa, chớp lâu á, cái sáng bóng đèn ở trong này là nó sáng lên lâu quá, thì các bạn nên đi thăm chuột đi. Để nhiều khi nó dính nhiều quá cái nó mát, ví dụ như dính 20-30 con vậy đó, nó mát. Nó mát quá thì nó giật yếu lại. Còn bảo đảm các bạn giăng dây là con chuột chỉ cần đi ngang đụng vô là xỉu, đụng vô là ngã ngang xỉu, không đi đâu nổi, không chạy luôn, không bao giờ tỉnh lại những như những cái dòng máy của người ta bán đại trà đó ha. Mình có hai mẫu, một mẫu hộp gỗ và một mẫu hộp nhôm. Hộp gỗ là rất là chất lượng luôn, làm cứng cáp luôn ha, mẫu mã đẹp luôn ha.
À, xong rồi cái phần máy kích chuột. Bây giờ tới cái phần máy 4 phép ha. 4 phép, đặc biệt là kích chuột, kích cá, lương gì bên mình cũng có chống ngực cực hết trơn nha mọi người. Bằng công nghệ mới luôn, không cần phải sử dụng diode, diode gì cả. Bây giờ mình máy điện tử này cũng vậy thôi, kẹp ngực cực thì máy không hoạt động, còn nếu mà kẹp đúng cực như thế này á thì nó nạt lửa vậy cái. Quạt gió quay, mình xin che cái này lại là tên của khách. Mình che lại, người ta yêu cầu là cái anh đồng nghiệp này anh yêu cầu là che tên anh lại không cho thấy ha. Rồi bây giờ mình cho máy mang tải 1500W. Mức thấp nhất 1500W, mức thấp nhất chỉnh lên từ từ. Này là bật công tắc trộn. Anh về tùy theo nước và tùy theo anh chỉnh anh đi ha. Có chế độ chống ngược cực cho đầy đủ. 1500W bóp sáng trắng luôn, bao cá guppy luôn, cá lóc, chê, lương, ếch, đồ nổi đẹp. Tất cả các loại cá nổi đẹp, bao guppy chết, không kịp ngáp luôn nha mọi người. Nước phạm vi đánh đó là tầm 1,5m đến 1,2m đổ lại. Còn nguồn nước mà để sử dụng đó là nước ngọt, ngọt đục, ngọt trong nhẹ, ngọt phèn ha. Nước lợ nhẹ bị nhiễm nhiễm tạp chất đó, nó thành nhiễm tạp chất, lắng động lâu ngày thành lợ thôi, chứ đừng có nói mà anh em nào nói cái máy 4 phép này mà đánh được nước lợ ha. Nó nước lợ là cháy banh luôn, hoặc là nó ngắt nó không đánh được. 1500W đề 3 phát 1 sáng trắng. Rồi còn thử chế độ chống chập giật, nó có sẵn hết trơn rồi, khi mình quá tải nó ngắt lên đó. Còn anh em mà chập chiếc này này kia thử rồi chế độ chống chập giật này nọ, cái máy nó xuống cấp dữ lắm ha. Để mình xả tụ cái là hai cái máy quạt rất là im nha mọi người, đặc biệt quạt chạy rất là im. Máy có chế độ chống quá nhiệt đầy đủ, bảo hành đầy đủ, bao ship. Là hai con máy này, hai con máy 4 này giống y như nhau, giống y như nhau ha, giống y như nhau. Nhưng mà tại sao con máy này mình không có đậy nắp lại để mình giới thiệu cho mọi người xem là cái nội thất bên trong của nó như thế nào, và cái linh kiện của nó lắp như thế nào, và cái chất lượng của nó ra sao. Nên anh em đừng có so sánh với cái hàng mà chất lượng kém ha. Con tụ này là con tụ mới, nhưng mà tại vì do một sự cố nên mình bóc cái vỏ nó luôn ha. Đây tụ quăm mình cũng xài loại xịn ha, cuộn cảm nè, cuộn cảm nè, cuộn cảm này mình có thêm cái e vô cho nó luôn nè, cuộn cảm E33 có lỗi luôn nha mọi người, có lỗi E33 luôn nha, mình thêm lỗi vào nhưng vẫn không thêm tiền, giá vẫn vậy ha. Đây VR, khi mình hàng xong, mình hàng VR xong là mình có ống gen nhiệt, có ống gen nhiệt ha vào đó, ok hết chưa. Ở đây có cuộn chống sốc luôn nha mọi người, có cuộn chống sốc mình quấn bằng dây đồng. Quạt nè, quạt này rất là êm, gió rất là mạnh, mình hàng làm rất là kỹ lưỡng. Dây điện kẹp cũng vậy, mình xài dây 4 chấm, dây loại tốt nhất. Mình xài dây 4 chấm, dây loại tốt nhất. Các bạn coi hàng kẹp nè, đó, hàng rất là bóng luôn. Kẹp mình cũng xài kẹp xịn nha mọi người, xài kẹp này là kẹp lời ca nha, kẹp cá sấu lời ca loại xịn đó. Về các bạn xài, các bạn bỏ xíu mỡ bò vô lò xo và hai bên má này, bảo đảm các bạn xài cái cọc bình với kẹp rất là bền. Mà cái máy mình khi đi kẹp vô cái cọc bình á, nó ăn điện dữ lắm, nên cái máy của mình á nó sử dụng được tốt hơn, tại vì nó đủ nguồn, bao gồm dây cò bóp dài luôn ha, cò bóp dài 1,6m ha, dài 1,6m ha. Rồi đây thêm một cái nữa mình mở cho các bạn xem,
lỡ xem cái nội thất bên trong rồi xem luôn cả con máy cũng chả sao. Đó, mình hàng chì đúng không? Hàng chì rất là bóng luôn đúng không? Chì mình dùng chai chì xịn đó. Hàng rất là bóng, sạch, sẽ, đẹp. Những cái đường gân này nè, những cái đường gân này là mình thêm dây đồng vào mình xi chì hết. Rất là ok. Đó. Đây là mình hả kiểm tra đếm từng con linh kiện, mình đo đong đếm từng con linh kiện để mình gắn, chứ không phải như người ta mà gắn đại thí gắn bừa vô rồi bán cho anh em đâu ha. Có những anh em mà mới vào nghề đó gắn bừa gắn thí gắn đại rồi nhiều khi mua full linh kiện người ta cũng đưa linh kiện dở linh kiện sống linh kiện chết vậy không biết, về cứ lắp vào bán con máy có 400-500 ngàn. Rồi anh em đem cái con máy 400-500 ngàn đó so với con máy này đi thử coi cái nào hơn. Mà anh em cứ hỏi á, là cái tại sao mà người kia nó bán rẻ mà ở đây mình bán mắc quá, mình bán con máy tới 800 mà chỗ khác nó bán có 600. Không phải đâu, cái chất lượng cái máy làm ra, cái linh kiện, cái chất lượng với cái tay nghề của người ta làm ra, rồi bạn đi đánh được cá hay không, rồi bạn xài được bền bao lâu đó quan trọng, rồi cái bảo hành người ta có hay không, hay là hư rồi bắt đầu điện lại rồi không nghe, hoặc là sửa tới sửa lui sửa hoài sửa riết rồi đâu có thời gian đâu đi đi xịt đi đánh, chỉ có sửa không sửa riết rồi tốn tiền ship rồi cũng bỏ luôn con máy ha. Đó. Quạt này rất là im luôn nè, gió rất là mạnh à, quạt nó quay nè các bạn à, bạn thấy quạt nó quay không, mà gió rất là im không. Rồi mình cũng test qua con máy này luôn, cũng y như con máy kia thôi chứ không có gì hết á. Ồ quá mọi người. Biến áp là mình cố gắng e hết nha mọi người. Thấp hết cỡ. Xin lỗi nha. Mở trộn. Chọn là chọn duty tần số nha. Chọn này nó chỉnh được vòng luôn nè, thấy không? Chọn duty tần số là nó chỉnh được vòng luôn nè. Bây giờ các bạn có mở cái volume bên này nè. Mở cái volume bên áp với tần số nè, hết cỡ luôn đúng không? Nè, các bạn mở hết cỡ luôn nè. Rồi. Bây giờ mình chỉ việc chỉnh cái volume trộn này thôi là cũng được rồi nè, đó. Rất là dễ cho các bạn không biết xài luôn. Phải 2000W luôn, ok luôn, có phần chống chập giật mình chỉnh như vậy, nhưng mà lát nữa khi mình gửi cho các bạn mình chỉnh nhạy hơn. Thôi mình test đến đây thôi ha, máy của mình xài bảo đảm đi nó không có nóng như máy khác đâu, bảo hành lâu dài cho các bạn luôn. Đây mình thanh lý một cái máy này mình tặng một bo mạch và một cái biến áp tự kích cho một cái máy tự kích. Rồi tặng một cái bo mạch cho một cái máy kích chuột luôn, cho cái máy kích chuột luôn để anh em về anh em nghiên cứu ha. Rồi mình test cái máy kích chuột với cái máy tự kích luôn. Máy còn vẫn hoạt động bình thường nha. Đó,
khi mình chập tải. Máy vẫn còn hoạt động bình thường. Rồi mình sẽ test con máy tự kích này luôn, với tặng cái này luôn. Bóng đèn 500W kéo sáng trắng luôn ha. Tiếng kêu rất là nhỏ vì đổ keo rồi. Máy này mình thanh lý. Thanh lý con máy này là 250.000, không bao ship, 250.000 không bao ship. Tặng thêm cái một cái biến áp quấn sẵn, một cái lõi khuôn quấn sẵn với một cái bo mạch 4 phép. Cái này thanh lý cũng 250.000, không bao ship. Chào tất cả các bạn nha. Rồi, dục bỏ